Chương trình này được bảo trợ bởi Jean và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam và EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408 1070 Happy 2Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 714 7144877889. Được một phần khoai chiên cỡ vừa miễn phí nếu mua bất cứ crispy chicken sandwich hay Big Mac. Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 18009908319princesslife.com quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714 989 9911 hay vào website cá nướng da giòn.com khi gửi đến quý vị phần quảng cáo, chúng tôi đang đề cập đến những người cư dân sống ở California phải chịu mức thuế như thế nào và tùy theo lợi tức lẽ đương nhiên có người thực sự chỉ trả có 1% thôi. Nhưng mà ở California này họ định ra các ngạch thuế từ 1 triệu những người giàu có trở lên 1 triệu Mỹ Kim. Ngoài thuế liên bang thì khủng hoảng rồi ba mươi mấy phần trăm, bốn mươi mấy phần trăm vân vân đó là thuế liên bang. Nhưng mà riêng California này với những người có lợi tức cao thì họ đánh thuế nặng nhất trên tất cả 50 tiểu bang của Hoa Kỳ và bao gồm Puerto Rico vân vân. À, California 13,3% tiểu bang thứ nhì Hawaii và quý vị đến Hawaii mới thấy được lý do mà những người giàu có khi mà đã sống được ở đây rồi đó, họ phải chịu mức thuế cũng cao vô cùng 11%, New Jersey 10,75%, à, Oregon điểm đáng ngạc nhiên thưa quý vị đây không phải là tiểu bang giàu có nhưng mà mức thuế cũng khủng hoảng luôn với những tiểu bang này với những tiểu bang mà có mức thuế cao thì ngược lại người dân có lợi tức dưới một triệu mỹ kim hoặc nói chung có lợi tức thấp hơn nhất là những người nghèo đó thì lẽ đương nhiên càng đóng thuế nhiều bao nhiêu đó thì cái phúc lợi về xã hội càng nhiều bấy nhiêu và đó là lý do nếu quý vị so sánh tại các thành phố lớn ở California này với những chương trình từ vấn đề hỗ trợ cho trẻ em, bây giờ cung cấp thức ăn miễn phí cho các em, à, chương trình y tế, à, các chương trình medical cao Optima vân vân, à, chương trình à, hỗ trợ gia cư cho người nghèo vân vân, tất cả những cái chương trình đó à, đã hỗ trợ trong thời gian qua. Vì vậy ạ, những người giàu rõ ràng là họ hỗ trợ cho các thành phần nghèo bên dưới nhiều hơn so với các tiểu bang khác. Những ai đã từng sống California và hưởng những cái phúc lợi này khi sang các tiểu bang khác rất là khó khăn. À chưa kể là các chương trình liên quan đến vấn đề à, hỗ trợ à, người mẹ đang mang thai hoặc là thậm chí hỗ trợ các phụ nữ mà họ cần các dịch vụ liên quan đến thai nghén vân vân phá thai. À, đó là những cái dịch vụ mà California chưa kể là đường phố, thành phố um, chúng ta có đông cư dân nhất rồi đường phố rồi bao nhiêu thứ và đồng thời nữa california cũng là tiểu bang mà có những cái quy định về môi sinh ngặt nghèo nhất nước mỹ tất cả những cái số tiền đó hỗ trợ để giúp vào trong các chương trình này cho nên một phần trong thời gian ở nhà vì covid 19 cái số tiền thuế tiếp tục gia tăng và vì vậy california có được cái thẳng dư ngân sách nhưng mà đó là trong hai năm vừa qua À, người ta đang lo là sắp tới đây do tình trạng suy thoái do cái tình trạng mà lạm phát rồi ảnh hưởng về kinh tế đó California có thể sẽ thấy cái mức à, lợi tức đóng thuế vào cho tiểu bang chưa kể là cũng khó một số các công ty lớn rời khỏi California để chạy sang các tiểu bang khác nữa à, ngân sách trong thời gian tới có thể sẽ giảm hơn so với hai năm vừa qua đó Ngọc Lan à, như anh Thụy vừa mới nói đó thì người ta luôn thắc mắc ổ tiền thuế của mình dùng để làm cái gì. Yeah. Ờ, nó nhiều người trong khi á cái thu nhập trung bình của người dân tiểu bang California vào năm 2020 đó thì uh, trung bình là 78.672 mm. đô la. Thì đối với cái lại khoản đó thì cái đóng thuế trung bình của cái cái gia đình mà có cái thu nhập đó là 4.321 đô la. Wow. Tức là hơn nhiều á. à dạ hơn yeah. 5% trăm gì yeah. đó. À, rồi người ta nói là cái thuế đó được dùng như anh Thụy vừa mới nói Đó là chi trả cho giáo dục công lập, ừ. à, cho công viên, cho đường xá, an toàn công cộng Đó là những cái khoản chi nhiều nhất mà thuế dùng để chi trả Trong đó cái nói là an toàn công cộng tức là trong đó có chi trả cho cảnh sát Dạ. Yeah. Yeah, nó rất là nhiều Nhưng mà so sánh giữa cái chuyện mà thuế của tiểu bang California Như quý vị thấy hồi nãy anh Thụy nói cao nhất dành cho những người mà thu nhập trên 1 triệu đô la ừ. là 13.3%. Phần phần à, 13.3%. <laughs> <phần trăm. cười> Còn những người khác á, thì có thể đóng từ 1 cho đến 12.3%. Và dạ. Mà ngay cả cái mức 12.3% á là cũng đã cao nhất so với các tiểu bang rồi. Tức là Ở làm 7 800 ngàn đó là đóng khoảng 12,3%. 3 Yeah. Dạ. Dạ. À, ngoài ra có 8 tiểu bang là họ không có đóng thuế thu nhập. Nhưng mà ngược lại họ sẽ phải đóng những cái khoản thuế uh, vào bất động sản ví dụ như là Washington nè, uh, Nevada nè, uh, Wyoming nè, hay là South Dakota, Texas, uh, Alaska, Florida, thì đó là những cái tiểu bang mà không có đóng cái thuế thu nhập giống mm. như là anh Thụy vừa mới trình bày. Nhưng mà theo cái bản đồ này á, quý vị sẽ thấy có những tiểu bang họ đóng thuế thấp, dễ sợ luôn. Ví dụ như Arizona gần cạnh ở bên um, California thì đóng có 4.5% thôi. Yeah. Yeah, trung bình 4.5% thôi. À, hay là có những cái tiểu bang mà ví dụ như Tennessee có 1% à. Dạ, yeah. yeah, có 1% thôi. À, nhiều lắm. À, Oklahoma 5%, Utah 4.95%, ờ à, Minnesota 4.9%, nhiều tiểu bang rất là thấp. Ờ à, Pennsylvania thì 3 3. Chấm, yeah. hơn 3. Chấm một chút xíu. Đó thì ở đây để mình thấy sơ qua về cái mức thuế thu nhập mà mình ừ. phải đóng, thành ra nhiều người á người ta ta tháng nó chờ ở Cali Đúng đóng rồi. thuế nhiều quá, nhưng mà ngược lại những cái phúc lợi xã hội mà mình nhận được, ừ. con cái đi học trường học rồi những cái công viên, những cái tiện ích xã hội mình dùng á mình được á nó cũng nhiều hơn. Hay là trong thời gian qua thấy là nhiều cái khoản tiền là chỉ có dân Cali nhận được thôi, những cái tiểu bang khác không có, thì cái gì cũng vậy nó có qua có lại là như thế. Bao gồm vấn đề bởi vì là uh, tiểu bang có đông người dân cư ngụ nhất vấn đề business vấn đề làm ăn uh, người giàu sẽ kiếm tiền nhiều hơn nữa một khi họ đã thành công california rồi và vì thế chúng ta không thấy những người giàu mà đã có tài sản cơ ngơi ở california họ sẽ mua ở những nơi khác nữa nhưng mà họ không rời khỏi california để sang sinh sống ở những tiểu bang khác ở đâu quen đó rồi với lại nó tiện lợi đi đâu cũng tiện rồi mua sắm hay bất cứ điều gì cái đời sống nó quá thoải mái ở california đi À, bên cạnh đó thưa quý vị ngày hôm qua chúng tôi gửi đến quý vị tin tức liên quan đến thành phố houston và kể cả học khu nữa rất tiếc là đến sáng ngày hôm nay thì học khu houston tuyên bố cho các em ở nhà vì lý do sợ các em đến trường rồi không có đủ cái nguồn nước cung cấp chưa kể là nguồn nước bị nhiễm khuẩn nữa mãi cho đến sáng ngày hôm nay thị trưởng của Houston vẫn tuyên bố cái quy định mà yêu cầu người dân phải đun sôi nước để tiêu thụ đó vẫn tiếp tục giữ có thể là hủy vào chiều hôm nay chúng tôi chưa biết được nhưng mà như ngày hôm qua chúng tôi loan tải đó họ nói rằng cái quy định để yêu cầu người dân đun sôi nước ít nhất 2 phút quý vị vừa thấy nước sôi đừng có tắt lửa mà phải tiếp tục đun trong vòng 2 phút nữa rồi tắt lửa lúc đó pha nồi trà bình trà hoặc là à, để nguội rồi uống thì à, đó là cái nguyên nhân vì lý do cúp điện mặc dầu điện đã có hôm qua rồi thực sự đến tối chủ tối khuya chủ nhật điện đã có nhiều nơi nhưng mà khi cái nhà máy mà xử lý nước đó, cái nhà máy lọc nước đó thì họ khi mà cái điện nó ngừng lại đó thì nó tạo ra cái tình trạng mà họ lo ngại là vi trùng, vi khuẩn nó sinh sôi nảy nở rất là nhanh. Một khi mà hệ thống điện nó cúp, nó không còn hoạt động nữa thì để mất ít nhất ít nhất là 24 tiếng nhưng mà bởi vì để bảo đảm hơn cho nguồn nước an toàn vừa tắm vừa tiêu thụ vân vân họ muốn kéo dài thành bốn mươi tám và thậm chí bảy mươi hai tiếng luôn nữa cho nên từ à, tối ngày hôm qua nhiều người dân chờ đợi để xem coi họ phải theo dõi tin tức à, để bảo đảm cái nguồn nước họ tiêu thụ là an toàn thì họ vẫn không nhận được báo cáo từ chính quyền đến sáng ngày hôm nay họ nói không chúng tôi à, có thể là giữ từ bây giờ cho đến chiều tối hôm nay một lần nữa à, những cư dân ở houston À, quý vị cẩn trọng nên nghe à, những cái thông báo của chính quyền à, theo dõi tin tức vân vân họ sẽ thậm chí họ sẽ gửi những cái text chúng tôi tin tưởng là những cái dân ở đây đã nhận được cái text đó và như ở Cali bất cứ một cái alert bất cứ một cái báo động nào chúng ta cũng nhận được text cả họ sẽ nhận được text nói rằng ô oh, bây giờ đã an toàn để quý vị mở nước máy sử dụng lại chúng tôi tiếp tục với các bản tin đáng chú ý sau phần quảng cáo mời quý vị cùng theo dõi